cho tất cả quý vị nhá. Mời quý vị đến với phần tiếp theo của lễ chụp hồn và giải hạn nhá, tại nhà Then Hồng ở Tu Đồn Văn Quan, Lạng Sơn nhá. Bây giờ Then Hồng cùng đệ tử đang hát để đến phần qua cầu qua ải, xong đến phần gì nữa cô? Xong rồi là hết á? Xong đâu, bây giờ mới sang. Bây giờ mới sang. Mới chuẩn bị sang mà đi làm xong đó. À. Có sốt vàng. Vâng. Bây giờ mới chuẩn bị đi. Quý vị nhớ bấm đăng ký, bấm nút thích và chia sẻ cho mọi người xem nhá. Bấm đăng ký để theo dõi những phần tiếp theo về thầy Then sẽ làm những lễ chụp hồn mà hay hơn nữa nhá, gọi hồn lên để nói chuyện nhá. Vì gia đình này gia chủ không có mặt nên là không có được cái phần đó, nhưng mà đến những cái gia đình khác thì sẽ có nha quý vị nha. Thank you.
Thank you.
còn lộn mà đánh ngại. Ờ đây đây đây. À, cứ làm đi. Ờ ờ rồi rồi. Đăng nhập tổ tiên. Ờ. Con ăn tê đi. Con mẹ nhà nào đi. Ờ. Thank you.
không mà để lên đi cần khó con ạ. Hãy phang bao cả đại cả bao lộ lộ mơ ngắt chín phát lộ phang bạc chín cân nó phơ cử chín cân. Khám phú bạc chín căng tình cơ ba đề nộ tư bốc đông kem từ theo từ nên đừng mời anh ta định thân tinh nhân. Mày phay thì mới được cắm heo rồi. Linh thì vắng, ta mơ có bà có bác ba sinh thảo có kinh có tâm bài.
บันวัดกับติ้งมาได้เนี่ยหอดสุขามาบันก้มบันวัดกับติ้งสองฟ้ามาติดสองกันเลยโอ้เดาเขียนเทียนอยู่เราบ่นไหมมือนี่เต็มไปเลยคือขาดเลยอ่ะฮิวต์แน่โอ้ไม่ได้เลยนี่ขี่เอาก็แต่มาติ้งของเบงก็ยังสองตากล้ายังทุ่งเลยตั้งนานเหรอเขาจะตั้งตรงไหนเลยเดี๋ยวเอาไปเจ๊ได้มาตั้งใหม่แล้วเลยเจ้าว่าเดี๋ยวได้ตั้งใหม่เลย
Thank you.